sau động thái cắt đứt tài chính của Sứ quán và Văn phòng Thương mại Nga tại Warsaw thì mới đây, Ba Lan tiếp tục động thái khác tịch thu trường học của Đại sứ quán Nga. Cảnh sát Warsaw phá khóa cổng vào một trường học do Đại sứ quán Nga điều hành và tịch thu cơ sở sau khi phía Nga từ chối mở cửa. Video hiện trường cho thấy một người đàn ông mặc thường phục dùng dụng cụ mở cổng, sau đó các sĩ quan mặc cảnh phục vào trong ngôi trường ở phố Kileka, thủ đô Warsaw, ngày 29 tháng 4. Đây là trường trung học do Đại sứ quán Nga điều hành, dành cho con em các nhà ngoại giao. Giới chức Ba Lan trước đó yêu cầu Nga mở cổng nhưng bị từ chối. Họ yêu cầu các nhân viên nhà trường rời khỏi tòa nhà trước 18 giờ. Ba Lan sau đó tuyên bố tịch thu tòa nhà được xây dựng từ những năm 1970. Nó thuộc về tòa thị chính Warsaw, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukasz Jasina nói cho hay động thái này tuân theo quyết định của tòa án. Hồi tháng 3 năm 2022, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho hay đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tịch thu hai bất động sản tại số 100 phố Sobieskiego và số 45 phố Kileka với lý do hai khu đất này không được sử dụng cho mục đích ngoại giao và lãnh sự, đồng thời đang bị Nga sở hữu trái phép. Trường học của Sứ quán Nga nằm trong tòa nhà ở Kileka. Tòa nhà ở Sobieskiego trước đây là nơi sinh sống của các nhà ngoại giao Nga, nhưng sau đó bị bỏ hoang. Phản ứng trước động thái hôm nay của Ba Lan, Đại sứ Nga Sergei Andreev gọi đây là hành động trái phép, xâm phạm cơ sở ngoại giao, vi phạm Công ước Viên về quan hệ ngoại giao. Đương nhiên chúng tôi sẽ phản ứng. Chúng tôi coi ngôi trường do Đại sứ quán quản lý là một phần trong phái đoàn ngoại giao, ông nói, cho hay các giáo viên và nhân viên nhà trường sống trong khu đất có tòa nhà. Andreev cho biết trường học sẽ tiếp tục hoạt động tại khu vực khác thuộc khuôn viên Đại sứ quán Nga. Chúng tôi ưu tiên đảm bảo an toàn và lợi ích của nhân viên Đại sứ quán và gia đình họ, ông nhấn mạnh. Sau khi chiến sự Ukraine nổ ra, Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất và liên tục thúc giục đồng minh siết biện pháp trừng phạt với Nga. Ba Lan đã đóng băng tài khoản của Đại sứ quán và Phái đoàn Thương mại Nga ở Warsaw ngay sau khi Moscow bắt đầu chiến dịch ở Ukraine tháng 2 năm 2022, cáo buộc chúng có thể được dùng cho hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Nga hôm 26 tháng 4 cáo buộc Ba Lan tịch thu tiền trong tài khoản ngân hàng Đại sứ quán ở Warsaw, gọi đây là động thái vi phạm Công ước Viên về quan hệ ngoại giao. Theo AFP, Sputnik, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.